Công ty chứng khoán KB Việt Nam cho rằng bất kỳ nhịp điều chỉnh sâu nào của thị trường đều là cơ hội để tích lũy cổ phiếu cho danh mục đầu tư chung dài hạn với mục tiêu chỉ số VN Index hướng tới mốc 1.250 điểm trong quý 2. Theo KBSV, dù thị trường được dự báo sẽ diễn biến phức tạp với các nhịp rung lắc, tăng và giảm đan xen nhưng hiện chưa có rủi ro nào đáng kể để có thể cản trở xu hướng tăng của thị trường trong trung hạn, tương đồng với sự khởi sắc của nền kinh tế, tăng trưởng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong bối cảnh mặt bằng lãi suất được dự báo là khó có thể tăng mạnh. Theo đó, dù hoạt động mua đuổi vùng giá cao tiềm ẩn các rủi ro ngắn hạn, KBSV cho rằng bất cứ nhịp điều chỉnh sâu nào của thị trường đều là cơ hội để tích lũy cổ phiếu cho danh mục đầu tư chung và dài hạn với mục tiêu chỉ số VN Index hướng tới mốc 1.250 điểm trong quý 2. So sánh P/E của thị trường trong khu vực, có thể thấy P/E Forward 2021 của VN Index thấp hơn tương đối so với các nước khác. Theo ước tính của BVSC, trong trường hợp Việt Nam được FTSE chính thức nâng hạng lên thị trường mới nổi loại 2, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ thu hút dòng tiền lên tới 1,4 tỷ đô la Mỹ từ các quỹ tracking theo hoặc benchmarking theo chỉ số FTSE Global All Cap, FTSE All World và FTSE Emerging Markets. Do chỉ thỏa mãn 7 trên 9 điều kiện tiên quyết để được nâng hạng lên thị trường mới nổi loại 2 mà FTSE đưa ra, nên thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục nằm trong danh sách theo dõi nâng hạng lên thị trường mới nổi loại 2 của FTSE cho kỳ đánh giá tháng 9 năm 2021. BVSC vẫn giữ quan điểm lạc quan về triển vọng Việt Nam sẽ được FTSE nâng hạng lên thị trường mới nổi loại 2 tại kỳ đánh giá nâng hạng năm 2022. Theo ước tính của BVSC, trong trường hợp Việt Nam được FTSE chính thức nâng hạng lên thị trường mới nổi loại 2, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ thu hút dòng tiền lên tới 1,4 tỷ đô la Mỹ đến từ các quỹ tracking theo hoặc benchmarking theo chỉ số FTSE Global All Cap, FTSE All World và FTSE Emerging Markets. Sáng nay ngày 6 tháng 4, tỷ giá trung tâm và giá mua bán đồng bạc xanh tại nhiều ngân hàng cùng được điều chỉnh tăng so với cuối phiên trước. Tiếp theo chương trình là hoạt động chú ý của một số doanh nghiệp. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh HOSE vừa công bố top 10 thị phần môi giới cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có đảm bảo quý 1 năm 2021. Cụ thể, kết thúc quý 1, thị phần môi giới của công ty cổ phần chứng khoán VPS chiếm 13,24% trên HOSE, chứng khoán SSI lùi lại ở vị trí thứ hai với thị phần 11,89% ở vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng. Công ty cổ phần chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh HSC vẫn trụ vững ở tỷ lệ 8,23%, công ty cổ phần chứng khoán VN Direct đứng ở vị trí thứ tư với 7,46% và công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt ở vị trí thứ năm với thị phần 5,62%. Hội đồng quản trị nhiệt điện Phả Lai PPC công bố tờ trình đại hội đồng cổ đông năm 2021, phương án chia cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 58,94% bằng tiền mặt. Theo đó, PPC đề xuất mức chia cổ tức cho năm 2020 tổng cộng là 58,94%, tương đương giá trị gần 1.890 tỷ đồng. Trong đó, doanh nghiệp đã chi tạm ứng 481 tỷ đồng, tương tỷ lệ là 15%. Năm 2021, doanh nghiệp dự kiến tổng doanh thu là 5.658 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 415 tỷ đồng, lần lượt giảm mạnh là 31 và 66% so với thực hiện trong năm 2020. Công ty cổ phần thép Nam Kim NKG công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông năm 2021, đại hội dự kiến tổ chức vào ngày 24 tháng 4 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, trong năm 2021, doanh nghiệp dự kiến tổng doanh thu là 16.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 600 tỷ đồng, tăng trưởng 103% so với thực hiện trong năm 2020. Tỷ lệ cổ tức dự kiến tối đa là 10% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu. Bên cạnh đó, doanh nghiệp trình cổ đông kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động ESOP. Số cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa là 1 triệu cổ phiếu, giá chào bán là 10.000 đồng trên một cổ phiếu. Công ty cổ phần xây lắp điện 1 PC1 công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông năm 2021, đại hội dự kiến tổ chức vào ngày 24 tháng 4 tại Hà Nội. Theo đó, trong năm 2021, doanh nghiệp dự kiến tổng doanh thu là 8.003 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 513 tỷ đồng, lần lượt bằng 120% và 89% so với thực hiện trong năm 2020. Sau đây là phần tổng hợp thị trường chứng khoán châu Á và ba kênh đầu tư lớn là tiền tệ, dầu và vàng. Trên thị trường chứng khoán châu Á, cổ phiếu ở châu Á Thái Bình Dương biến động trái chiều trong phiên giao dịch ngày hôm nay.
Sau khi các chỉ số chính của phố Wall tăng mạnh để đạt mức cao kỷ lục đóng cửa qua đêm, chỉ số của Nikkei và Kospi đều đồng loạt giảm sáng nay. Chứng khoán Trung Quốc đại lục ít thay đổi, với thành phần tổng hợp Thượng Hải và Thâm Quyến đều thấp hơn một phần. Chỉ số Nikkei giảm 0,75% lên 29.863,10 điểm. Chỉ số Hang Seng giảm 0,28% lên 3.477,06 điểm. Chỉ số Hang Seng tăng 1,97% lên 28.938,74 điểm. Chỉ số Kospi giảm 0,10% lên 3.117,96 điểm. Trên thị trường tiền tệ, đồng bảng xanh đang khởi sắc trở lại trong phiên giao dịch sáng nay sau khi giảm xuống mức thấp nhất trong gần 2 tuần so với các đồng tiền chủ chốt khác. Cùng lợi suất trái phiếu kho bạc giảm từ mức đỉnh bất chấp dấu hiệu phục hồi kinh tế mạnh mẽ của Mỹ. Trên thị trường thế giới, chỉ số đô la Mỹ Index đo lường biến động đồng bạc xanh 16 đồng tiền chủ chốt cập nhật đến đầu giờ sáng nay theo giờ Việt Nam ở mức 92,666 điểm, tăng 0,10%. Trên thị trường năng lượng, giá dầu giảm 4% do sản lượng OPEC cộng tăng và mối đe dọa từ làn sóng COVID-19 nghiêm trọng khác làm lu mờ dấu hiệu nền kinh tế Mỹ phục hồi mạnh. Dầu thô Brent giảm 2,71 đô la Mỹ xuống còn 62,15 đô la Mỹ trên một thùng. Dầu WTI giảm 2,8 đô la Mỹ xuống còn 58,65 đô la Mỹ trên một thùng. Cuối cùng, trên thị trường kim loại quý, giá vàng giảm do dự báo nền kinh tế phục hồi sau số liệu việc làm và dịch vụ của Mỹ tăng thúc đẩy chứng khoán phố Wall tăng, song đồng đô la Mỹ suy yếu đã hạn chế đà suy giảm giá vàng. Vàng giao ngày tăng 0,3% lên 1.733,31 đô la Mỹ một ounce. Vàng kỳ hạn của Mỹ tăng 0,4% lên 1.735,10 đô la Mỹ một ounce. Chuyển sang phần tin tức quốc tế, trong phiên giao dịch ngày 5 tháng 4, chứng khoán Mỹ đi lên với chỉ số Dow Jones và SP500 đóng cửa ở mức kỷ lục giữa bối cảnh số liệu khả quan về tình hình kinh tế củng cố tâm lý lạc quan của các nhà đầu tư về đà phục hồi kinh tế. Một cuộc khảo sát do Viện Quản lý Nguồn Cung ISM trong tháng 3 cho thấy một chỉ số trong lĩnh vực dịch vụ của Mỹ đã tăng lên mức cao kỷ lục, trong khi số lao động trong lĩnh vực phi nông nghiệp tăng thêm 960.000 việc trong tháng 3. Các nhà đầu tư đã đặt cược vào các lĩnh vực sẵn sàng dẫn đầu khi nền kinh tế mở cửa trở lại như năng lượng, tài chính và vật liệu. Song, đà tăng của lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã giảm sự hấp dẫn đối với cổ phiếu ngành công nghệ. Dù vậy, chỉ số công nghệ Nasdaq vẫn thấp hơn mức khoảng 3% so với mức cao trong tháng 2. Do đà tăng đột biến gần đây của lãi suất trái phiếu, chương trình tiêu chủng mở rộng cùng các biện pháp kích thích kinh tế bổ sung của chính phủ đã giúp thúc đẩy chỉ số S&P 500 và Dow Jones đến mức cao kỷ lục. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, công tác thanh tra kiểm tra trong ngành tài chính quý 1 đã thu được những kết quả khả quan bất chấp những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19. Theo báo cáo của Bộ Tài chính trong quý 1 năm 2021, thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị tổ chức thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ đã thực hiện 6.716 cuộc thanh tra, kiểm tra, tiến hành kiểm tra 79.868 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế và qua kiểm tra chống buôn lậu bắt giữ 1.770 vụ, từ đó kiến nghị xử lý về tài chính hơn 12.000 tỷ đồng, trong đó kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước là 2.228 tỷ đồng, kiến nghị khác là 9.826 tỷ đồng, xử lý phạt vi phạm hành chính là 399 tỷ đồng, số tiền đã thu được ngân sách nhà nước là 814,4 tỷ đồng. Theo Tổng cục Thống kê, nhu cầu vốn được dự báo sẽ còn tăng trong thời gian tới và tăng trưởng tín dụng theo đó cũng sẽ được kỳ vọng phục hồi từ quý 2 trở đi. Theo số liệu mới nhất của Tổng cục Thống kê, tăng trưởng GDP trong quý đầu năm đạt 4,48%, một mức tăng trưởng khá cao so với các nước trong khu vực và trên thế giới, trong khi kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp. Các số liệu thống kê cũng cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh của cả nước đang trên đà phục hồi tích cực. Bởi vậy, nhu cầu vốn được dự báo sẽ còn tăng trong thời gian tới và tăng trưởng tín dụng theo đó cũng được kỳ vọng sẽ hồi phục từ quý 2 trở đi. Ngoài ra, Vụ trưởng Vụ tín dụng các ngành kinh tế cho biết, đến hết tháng 3, tín dụng tăng trưởng khoảng 2,3% so với cuối năm 2020. Con số này cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm ngoái khi tín dụng toàn nền kinh tế chỉ tăng chưa đến 1%. Kho bạc nhà nước đã tổ chức kiểm thử chấp thuận người sử dụng chương trình quản lý, kiểm soát chi đầu tư đáp ứng yêu cầu về quản lý, kiểm soát chứng từ chi đầu tư qua kho bạc nhà nước đợt 1. Chương trình được kho bạc nhà nước xây dựng nhằm mục đích khắc phục một số hạn chế mà các chương trình cũ chưa đáp ứng được, như chưa phục vụ được yêu cầu quản lý tác nghiệp từ nhận chứng từ, quản lý hợp đồng, cam kết chi và giao diện với hệ thống TAPMIS, dịch vụ công. Chương trình cũng cho phép bộ phận kiểm soát chi, quản lý chi tiết các lần thanh toán như tạm ứng và thực chi, quản lý kế hoạch vốn trung hạn, kế hoạch vốn hàng năm. Kho bạc nhà nước vừa thông báo về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 4 năm 2021. Tỷ giá hạch toán giữa Việt Nam đồng và đô la Mỹ là 1 đô la Mỹ bằng 23.194 Việt Nam đồng. Đây là tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước.
Thông báo số 1495 ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Kho bạc Nhà nước nêu rõ, tỷ giá hạch toán kế toán báo cáo thu chi ngoại tệ tháng 4 năm 2021 thống nhất trên phạm vi toàn quốc giữa Việt Nam đồng với đô la Mỹ là 1 đô la Mỹ bằng 23.194 Việt Nam đồng. Tỷ giá hạch toán Việt Nam đồng với các ngoại tệ khác của tháng 4 năm 2021, cụ thể 1 euro bằng 27.287 Việt Nam đồng, 1 bảng Anh bằng 31.773 Việt Nam đồng, 1 đô la Úc bằng 17.705 Việt Nam đồng, 1 đô la Canada bằng 18.408 Việt Nam đồng, 1 yên Nhật bằng 210 Việt Nam đồng, 1 nhân dân tệ bằng 3.530 Việt Nam đồng, 1 đô la Hồng Kông bằng 2.985 Việt Nam đồng, 1 won Hàn Quốc bằng 20 Việt Nam đồng.